Xin chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đến với Choose Smart News. Và hôm nay thì mình sẽ cùng tổng hợp với các bạn một số tin tức của ngày 4 tháng 10 năm 2019. iPhone SE 2 ra mắt đầu năm 2020, thiết kế giống iPhone 8. Apple bị kiện vì biến người dùng thành gay. Facebook bị Thổ Nhĩ Kỳ phạt 282.000 USD. Realme X2 Pro sẽ sử dụng công nghệ sạc nhanh Super VOOC 50W thay vì 65W. Tin tức đầu tiên của chúng ta chính là 3 năm trước thì Apple đã cho ra mắt một sản phẩm giá rẻ chính là iPhone SE. Và người dùng thì rất là mong chờ trong tầm cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì Apple sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới, đó chính là iPhone SE 2. Theo nhà phân tích Michiko, Apple đã cho ra mắt iPhone SE 2 trong quý 1 năm 2020 với thiết kế tương tự iPhone 8, dùng chip Apple A13 và 3GB RAM. Trong báo cáo nghiên cứu với hãng chứng khoán TF International, nhà phân tích Michiko cho biết iPhone SE 2 của Apple sẽ có kiểu dáng gần giống như là iPhone 8 với màn hình là 4,7 inch, chip A13 và 3GB RAM. iPhone SE 2 có thể giúp Apple tăng thị phần, ước tính bán khoảng độ tầm 30 đến 40 triệu máy trong năm 2020. Ông Kyo nhận định rằng iPhone SE 2 là sự lựa chọn nâng cấp tốt nhất cho khoảng 100 triệu người dùng iPhone 6 và 6S, là động lực tăng trưởng quan trọng cho táo khuyết trong năm sau. Và ông tin rằng những người không mấy mặn mà với những tính năng như là Face ID này, camera trên iPhone mới sẽ lựa chọn iPhone SE 2. Và thiết bị này vẫn dùng cảm biến vân tay Touch ID và một camera sau. Dự đoán của ông Kyo trùng khớp với các nguồn tin khác về việc Apple sẽ chuẩn bị ra một iPhone giá rẻ mang kiểu dáng iPhone 8 vào năm 2020. Và tin tức thứ hai của chúng chính là đây có thể là một vụ kiện khá là trớ trêu với Apple khi một người dùng Nga đã kiện Apple chỉ vì là giới tính của anh ta chuyển từ thẳng sang cong sau khi dùng iPhone. Nguyên đơn được xác định là một người đàn ông người Nga với cáo buộc rằng anh ta đã bị sa lầy trong một mối quan hệ đồng tính bắt đầu từ mùa hè ngay sau khi nhận được 69 gay coi, cái loại tiền ảo được dùng trong cộng đồng LGBT trên một ứng dụng thanh toán tiền điện tử mà anh ta đã tải xuống trên iPhone vào năm 2017. Người này không biết người gửi số tiền này là ai, chỉ biết rằng người bí ẩn này đã gửi cho anh một tin nhắn với nội dung là đừng phán xét thứ gì nếu không thử chúng, và anh này đã quyết định thử quen người cùng giới. Người này viết trong đơn kiện là tôi nghĩ rằng tại sao mình có thể phán xét những thứ gì nếu không thử chúng chứ, và thế là tôi quyết định thử quen người cùng giới và tôi đã có bạn trai nhưng không biết giải thích bố mẹ tôi như thế nào. Cuộc sống của tôi đang tồi tệ hơn bao giờ hết và không thể quay lại được như trước đây. Theo luật sư của nạn nhân chia sẻ, đây là một vụ việc có tính chất khá là nghiêm trọng khiến chủ của mình phải sợ hãi và rơi vào tình trạng khá là căng thẳng. Trong đơn kiện thì nguyên đơn chia sẻ thêm Apple đã thao túng anh trở thành đồng tính. Những thay đổi này thì khiến tổn hại cả về đạo đức lẫn tinh thần. Hiện tòa án Bernatsky, thành phố liên bang Moscow, Nga đã thụ lý đơn kiện vào thứ tư tuần trước và sẽ đưa vào xem xét vào ngày 17 tháng 10 tới. Và tin tức thứ ba của chúng chính là trong năm nay thì Facebook đã dính khá nhiều vụ lùm xùm cũng như là bị phạt khá nhiều liên quan đến cái việc mà làm lộ thông tin của người dùng. Và mới đây thì Thổ Nhĩ Kỳ đã phạt Facebook số tiền lên đến là 282.000 USD vì đã làm lộ thông tin của người dùng của nước này. Thông tin của 300.000 người dùng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lộ, bao gồm là tên này, ngày tháng năm sinh này, vị trí và lịch sử tìm kiếm. Hiện chưa rõ cái mức độ ảnh hưởng của vụ rò rỉ thông tin này là như thế nào. Trong khi đó thì Facebook đang đối mặt với vụ kiện tại Mỹ, người dùng tố cái mạng xã hội này cho bên thứ ba, trong đó có Cambridge Analytica tiếp cận dữ liệu cá nhân của họ. Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân KVKK ngày 3 tháng 10 cho biết đã khởi động cuộc điều tra rò rỉ dữ liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Facebook không cung cấp đủ thông tin cần thiết để cho họ. Ủy ban này thấy rằng Facebook hoàn toàn có thể triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật để ngăn ngừa rò rỉ thông tin kiểu này và họ đã phạt Facebook là 202.000 USD vì không thực hiện trách nhiệm trong việc này. Ngoài ra thì Facebook còn bị phạt thêm 80.000 USD vì không báo cáo cái vụ việc cho chính quyền sở tại và KVKK nâng tổng mức phạt lên là 282.000 USD. Trước đây thì KVKK đã từng phạt Facebook với mức là 290.000 USD trong vụ việc rò rỉ dữ liệu tương tự. Và tin tức cuối cùng của chúng ta chính là một chiếc điện thoại flagship đầu tiên của nhà Redmi, chính là Redmi X2 Pro, và sản phẩm này có thể sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Và mọi người tưởng chừng chiếc điện thoại này sẽ được tích hợp với công nghệ sạc nhanh Super VOOC mới nhất của Oppo là 65W, nhưng không như thế mà chiếc điện thoại này chỉ được tích hợp công nghệ sạc nhanh 50W mà thôi. Redmi X2 Pro sẽ đi kèm bộ vi xử lý Snapdragon 855 Plus và màn hình có tốc độ quét là 90Hz. Trước đó có báo cáo nói rằng chiếc điện thoại này sẽ có hỗ trợ sạc nhanh 65W, nhưng hóa ra thì không phải vậy.
Mới đây, tài khoản Twitter chính thức của Redmi châu Âu đã chia sẻ một bài đăng mới tiết lộ rằng Redmi X2 Pro sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh Super VOOC 50W tương tự như trên Oppo Find X Lamborghini Edition. Mặc dù công ty mẹ của Redmi là Oppo đã cho ra mắt công nghệ sạc nhanh Super VOOC 2.0 65W, nhưng Redmi X2 Pro sẽ không được trang bị công nghệ này. Vì vậy, thì Oppo Reno Ace vẫn sẽ là thiết bị duy nhất được xác nhận sở hữu công nghệ sạc nhanh Super VOOC 2.0 65W mới này. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì sạc nhanh công suất 50W vẫn rất là nhanh rồi và nhanh hơn so với 90% các chiếc điện thoại đang có mặt trên thị trường. Ngoài ra thì Realme X2 Pro sẽ có 4 camera đằng sau, bao gồm một camera chính 64MP, camera góc rộng là 115 độ, camera tele và một cảm biến chiều sâu. Máy cũng sẽ có khả năng zoom 2x và chụp ảnh macro. Và vậy là mình đã tổng hợp một số tin tức công nghệ của ngày hôm nay. Nếu các bạn còn thông tin gì nữa, hãy comment ngay bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!